Rurouni Kenshin là một trong số ít tác phẩm vừa thành công ở mảng nguyên tác, vừa chiếm được tình cảm của nhiều khán giả khi được đưa lên màn ảnh rộng. Trong video này, hãy cùng Phim Phim tìm hiểu xem hiện tượng này là gì và chúng ta cần biết gì trước khi thưởng thức loạt phim điện ảnh dựa trên bộ truyện này nhé. Rurouni Kenshin là bộ truyện tranh thuộc thể loại phiêu lưu hành động, có xen lẫn yếu tố lãng mạn của tác giả Nobuhiro Watsuki, xoay quanh hành trình lang bạt đó đây và trừ gian diệt ác của lãng khách Kenshin. Bộ truyện gồm 255 chương, được xuất bản từ năm 1994 đến năm 1999. Dù đã ra mắt cách đây hơn 2 thập kỷ, Kenshin vẫn là một trong những bộ manga phổ biến nhất ở thời điểm hiện tại. Câu chuyện về lãng khách Kenshin đã bán được tới 72 triệu bản tính đến năm 2019, vượt qua cả những tên tuổi khác như là Fullmetal Alchemist hay là Inuyasha. Sở dĩ Rurouni Kenshin thu hút và hấp dẫn được nhiều bạn đọc là bởi câu chuyện mạch lạc với rất nhiều nhân vật đáng nhớ, đồng thời lột tả được sức mạnh kiếm khí đáng sợ của giới võ sĩ nước Nhật nhiều năm về trước. Ngoài ra, truyện cũng không quên lồng ghép yếu tố lãng mạn và tình cảm như một cách để giảm sức nặng từ những trận đấu kiếm không khoan nhượng. 255 chương của Rurouni Kenshin như một chuyến tàu lượn về mặt cảm xúc, khi chúng ta sẽ được kinh qua rất nhiều cung bậc khác nhau, từ hồi hộp bứt rứt, lo lắng thương cảm, giận dữ phẫn nộ cho đến gật cù thán phục và cuối cùng là mỉm cười thỏa mãn. Vì vậy, không quá khó hiểu khi bộ truyện này được chuyển thể thành nhiều hình thức khác nhau, trong đó có anime, tiểu thuyết và cả trò chơi điện tử. Năm 2012, phần phim điện ảnh người đóng đầu tiên về chàng kiếm khách tóc đỏ ra mắt, kéo theo 4 phần hậu truyện được phát hành sau đó. Thời điểm ra mắt từng phần phim đang được hiện trên màn hình, các bạn có thể dừng lại để theo dõi kỹ hơn. Với mong muốn mang đến cho các bạn những thông tin bao quát và dễ hiểu nhất về loạt phim điện ảnh Rurouni Kenshin, trong phần tiếp theo của video, mình sẽ tập trung so sánh bối cảnh giữa truyện và phim. Bộ truyện bắt đầu vào năm thứ 11 của thời Minh Trị, cụ thể là vào năm 1878. Cách đó 10 năm, nội bộ nước Nhật nổ ra hai cuộc chiến lớn, đó là chiến tranh Mậu Thìn và trận Toba Fushimi với chiến thắng thuộc về quân khởi nghĩa Duy Tân, qua đó chấm dứt triều đại thống trị của Mạc Phủ Tokugawa. Khi câu chuyện bắt đầu, có thể nói thời đại mới vừa được mở ra, người dân đang sống trong yên bình và hạnh phúc. Ngoài ra, luật bãi đao cũng đã được thông qua, nên người dân có thể an tâm vui sống mà không còn lo về chiến trận. Cứ như thế, Himura Kenshin xuất hiện. Trước đây, anh từng là sát thủ trên chiến trường, đôi tay luôn nặng mùi máu tanh. Nhưng sau khi bạo loạn chấm dứt, Kenshin quyết định chấm dứt việc chém giết và khoác lên mình lớp áo kiếm khách, chu du đây đó để cứu giúp những kẻ yếu thế, thân cô thế cô. Theo đó, phim điện ảnh bám sát nguyên tác cũng lấy bối cảnh vào những năm đầu thời kỳ Minh Trị, cũng phác họa trận chiến lật đổ Mạc Phủ và cũng xoay quanh anh chàng kiếm khách với quá khứ đầy tội lỗi và đau thương. Tuy nhiên, sự giống nhau không chỉ dừng lại ở đó. Để hiểu thêm về sự tương đồng này, chúng ta cần đi lướt qua diễn biến của bộ truyện gốc. Về cơ bản, truyện có 3 giai đoạn với quy mô ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đời của Kenshin và những người xung quanh mình. Trong đó, giai đoạn đầu tiên lấy bối cảnh tại Tokyo, kéo dài trong vòng 47 chương, chủ yếu giới thiệu đến độc giả những nhân vật quan trọng, thể hiện sức mạnh và ý chí của Kenshin, đồng thời cài cắm những chi tiết phục vụ việc kể chuyện cho những giai đoạn tiếp theo. Phần phim đầu tiên vào năm 2012 lấy cảm hứng từ giai đoạn này. Giai đoạn thứ hai diễn ra chủ yếu ở Kyoto, kéo dài từ chương 48 đến 151, là trận chiến giữa phe Kenshin và chính phủ nước Nhật với bè lũ phản phé mang dã tâm nổi dậy thâu tóm đất nước mà đứng đầu là Shishio Makoto. Cuộc chiến này có quy mô khá lớn nên cần tới 2 phần phim để bao quát hết. Đó là Kyoto Inferno và The Legend Ends. Giai đoạn cuối cùng bao hàm phần còn lại của bộ truyện là cuộc đối đầu giữa kiếm khách tóc đỏ và Yukishiro Enishi, cũng chính là khi Kenshin phải đối mặt với quá khứ và chuộc lại những lỗi lầm năm xưa. Đây cũng chính là nội dung mà hậu truyện The Final và tiền truyện The Beginning tập trung khai thác. Như vậy là chúng ta đã đi qua phần sơ lược về diễn biến của cả bộ truyện và những phần phim điện ảnh. Vậy rốt cuộc loạt phim này có gì thú vị? Vì sao chúng ta cần theo dõi nó trong khi đã có truyện tranh bày bán ngoài hiệu sách rồi? Thứ nhất, đó là tính độc lập và sáng tạo. Mặc dù dựa trên bộ truyện tranh với rất nhiều điểm phá cách và đặc sắc về cả mặt hình ảnh lẫn nội dung, nhưng loạt phim điện ảnh gần như chỉ bao gồm những nhân vật trong câu chuyện cùng những tình tiết quan trọng tạo bước ngoặt với cuộc đời của nhân vật chính. Còn lại, mọi chi tiết, mọi câu thoại đều được cải biên hoặc rút gọn, vừa để phù hợp với thời lượng giới hạn của một phim điện ảnh, vừa tạo cảm giác mới mẻ cho những người từng đọc bộ truyện mà không mất đi khí chất đã làm nên tên tuổi của Rurouni Kenshin. Nếu bạn đã từng theo dõi bộ truyện của tác giả Nobuhiro Watsuki, bạn sẽ vẫn trầm trồ trước những gì diễn ra trong phim, bởi chúng như một làn gió mới cho câu chuyện đã cũ. Còn nếu không, bạn sẽ vẫn thưởng thức tác phẩm này một cách trọn vẹn thôi. Tiếp theo là phần hình ảnh. Không chỉ phác họa một nước Nhật thế kỷ 17 đầy chân thực, những bộ trang phục đậm chất xứ sở mặt trời mọc cùng quang cảnh cổ xưa đẹp một cách giản dị và thân thuộc, truyện phim còn tạo ra những nhân vật như từ những trang sách bước ra. Từ vết sẹo, mái tóc đỏ và khí chất hơn người của Kenshin, hay mái tóc tổ chim của Sanosuke cho đến những vết thương và cơ thể băng bó chằng chịt của Shishio, tất cả đều được đưa lên màn ảnh ấn tượng và chính xác.
nhắc đến chuyện hình ảnh mà bỏ qua phần hành động thì quả là thiếu sót lớn. Có thể nói rằng, loạt phim điện ảnh Kenshin là một trong những chuỗi phim châu Á có khía cạnh hành động xuất sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây. Khi xem phim, các bạn sẽ cảm thấy những môn phái như là phi thiên ngự kiếm thực sự tồn tại bởi chúng được thể hiện với sự tỉ mỉ đầu tư đến xuất sắc. Mỗi đòn đánh đều vô cùng uy lực và dứt khoát, cộng thêm công đoạn xử lý hình ảnh trần trụi máu me chắc chắn sẽ thỏa mãn bất kỳ khán giả nào yêu thích thể loại hành động. Đáng khâm phục thay, những cảnh hành động bạo liệt chủ yếu là do chính diễn viên thực hiện. Không chỉ có vậy, cách vận hành máy quay và biên tập cũng rất đáng chú ý khi nhà làm phim rất biết tiết chế, gia giảm năng lượng cho mỗi cảnh quay, tạo cảm giác như thể khán giả cũng xuất hiện trong câu chuyện, cũng ẩn mình giữa máu, mồ hôi và nước mắt như những nhân vật, góp phần hình thành nên trải nghiệm đáng nhớ. Nếu bạn đã sẵn sàng thưởng thức loạt phim về người hùng cầm kiếm lưỡi ngược, thì sau đây là một số nhân vật quan trọng mà các bạn nên biết trong quá trình theo dõi diễn biến. Một lưu ý nho nhỏ là những thông tin sau đây được đúc kết từ bộ truyện nguyên tác. Đầu tiên, không ai khác chính là nhân vật tiêu đề Himura Kenshin, lãng khách với vết sẹo chữ thập trên má. Trước đây, anh từng là một Hitokiri theo phe nghĩa sĩ Duy Tân, chuyên thực hiện những phi vụ ám sát để phục vụ tổ chức. Trong những trận chiến lật đổ Mạc phủ, Kenshin hoạt động như một kiếm khách du kích với nhiệm vụ bảo vệ những nghĩa sĩ Duy Tân. Sau khi trận chiến này kết thúc, anh quyết định giã từ vũ khí, chỉ mang theo mình cây kiếm lưỡi ngược, không thể hạ sát bất kỳ ai và bắt đầu quãng đời phiêu bạt đó đây như đã nói ở trên. Trước kia, khi còn sống cuộc đời sát thủ, Kenshin hiện lên là một kẻ lầm lì ít nói, đang đăng sát khí với ánh mắt sắc lẹm, luôn ánh lên ngọn lửa cuồng nộ. Về sau, khi đã rũ bỏ lớp áo nhuốm máu, anh trở thành con người hoàn toàn khác, vẫn ít nói, nhưng điềm đạm, vui vẻ hơn và sẵn sàng chiến đấu vì người khác. Kenshin chiến đấu bằng môn phái phi thiên ngự kiếm. Về cơ bản, đây là một loại kiếm thuật siêu tốc có thể đánh được nhiều người một lúc. Với tốc độ thần sầu cùng sự chính xác, người sử dụng môn phái này có thể hạ gục đối thủ trước khi họ kịp phản ứng. Ngoài ra, Kenshin còn thuần thục thuật Bato rút kiếm cực nhanh, vì vậy anh mới có danh xưng là Batosai. Được biết, hình tượng Himura Kenshin dựa trên một phần cuộc đời của Kawakami Gensai, một samurai đồng thời là Hitokiri nổi tiếng thời Edo với khả năng vung kiếm với tốc độ cực cao, tạo điều kiện để ông ám sát ngay giữa thành thiên bạch nhật. Tiếp theo là Kamiya Karu, nữ chính của bộ truyện và cũng là một trong những người quan trọng nhất với Kenshin. Cô là quyền sư phụ của môn phái hoạt nhân kiếm Kamiya Kashin với mục đích bảo vệ người khác. Trong truyện, Karu đã gặp Kenshin từ những chương đầu tiên. Cô chủ động mời anh về võ đường rộng tuếch của mình để tá túc, rồi càng ngày càng có tình cảm sâu nặng với anh, từ đó mở ra hàng loạt sự kiện sau này. Có thể nói, Karu là người có sức ảnh hưởng bậc nhất với Kenshin, bởi cô vừa là người bên cạnh anh, cổ động anh những lúc khó khăn, vừa là mục tiêu và hy vọng của nhân vật chính trên chặng đường vung kiếm. Trong truyện, Karu được miêu tả là người rất giàu lòng vị tha khi chứa chấp rất nhiều người với thân thế đáng e ngại mà không hề nề hà về quá khứ của họ. Ngoài ra, Karu còn rất giàu lòng nhân ái, dũng cảm và trên cả đã có thể tự chiến đấu một cách độc lập. Tuy nhiên, cô lại có phần hậu đậu và dễ mất bình tĩnh, lại còn hay ghen nữa. Đây cũng là một nhân vật khá thú vị trong bộ truyện bởi cậu ta có chặng đường phát triển rất rõ rệt. Khởi đầu là một thằng nhóc trộm cắp vặt, Yahiko đã bị khuất phục trước tấm lòng đôn hậu của Kenshin. Cậu trở thành môn sinh đầu tiên của võ đường Kamiya, ngày ngày cùng Karu luyện kiếm. Sau này, khi Kenshin xung trận và đối mặt với những kẻ thủ ác, Yahiko cũng trở thành một trợ thủ đắc lực chiến đấu bên cạnh anh. Tuy là người nhỏ tuổi nhất trong hội bằng hữu Kenshin, nhưng Yahiko lại chứng minh được năng lực vượt trội khi theo học môn phái Kamiya. Bằng chứng là cậu từng đánh solo thắng cả những kẻ ác nhân với sức mạnh phi thường trong truyện tranh. Điều này có thể xuất phát từ ý chí chiến đấu luôn hừng hực cháy, tinh thần ham học hỏi và cầu tiến đến kinh ngạc của cậu bé. Cùng với đó là niềm tin cứng rắn như bàn thạch và Kenshin và chính nghĩa. Không ngoa khi nói rằng đây là nhân vật cục súc nhất trong cả bộ truyện và loạt phim. Ban đầu, Sanosuke cũng chỉ là một tay đánh thuê ngông cuồng, không biết trời cao đất dày là gì. Sau khi bị Kenshin cho đo đất, anh chàng mới tỉnh ngộ và nhập hội với những người tại võ đường Kamiya. Tuy chỉ sử dụng vũ khí là nắm đấm, nhưng nhân vật với mái đầu tổ chim này có sức mạnh không thua kém bất kỳ võ sĩ nào trong truyện, vì đã không ít lần giải nguy cho chính vị kiếm khách tóc đỏ. Sanosuke có tính cách cộc cằn thô lỗ, điều này được thể hiện rất rõ trong những đòn đánh của anh ta. Quyết liệt, đầy sức khoát nhưng không có xu hướng phòng thủ. Về sau, Sanosuke được lĩnh hội một chiêu thức có tên là nhị trọng cực, giúp anh hoàn thiện bộ kỹ năng hơn. Tuy nhiên, chiêu thức này lại không ít lần khiến tay đấm rơi vào khốn đốn. Nhân vật tiếp theo không phải là một tay kiếm hay là võ sĩ, nhưng lại có vai trò tối quan trọng nơi hậu phương, đó là Takane Megumi. Ban đầu, cô chỉ là một dược sĩ cô bất cô bơ chuyên làm việc bất chính, chẳng hạn như là chế thuốc viện. Nhưng sau khi cảm nhận được sự lương thiện từ gia đình Kenshin cũng như được người anh hùng này giải cứu, Megumi đã cải tà quy chính, ra sức giúp đỡ cho Kenshin và đồng đội, thậm chí còn trông nhà giúp Karu khi cả hội lên đường đến Kyoto và chiến đấu với Shishio. Megumi được miêu tả là một phụ nữ vừa tinh danh vừa khôn khéo lại vô cùng chín chắn. Tuy nhiên, cô đã không ít lần khiến Karu phải nổi cáu vì những trò đùa ve vãn của mình.
Khi Kenshin còn khoác lên mình nhân dạng sát thủ, Saito Hajime là kẻ thù không đội trời chung với anh. Hắn thuộc đội Shinsengumi, một lực lượng cảnh sát chuyên trấn áp những kẻ chống đối mặc phủ và luôn giữ vững tư tưởng ác tức trảm, tức là diệt cái ác ngay lập tức, dù có rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nào. Sau này, khi trận chiến kết thúc, Saito đổi tên thành Fujita Gorou và gia nhập lực lượng cảnh sát, qua đó về chung chiến tuyến với Kenshin. Với tuyệt chiêu nhà đột, gã từng khiến Kenshin xém tí nữa thì lên bàn thờ ngồi, nhưng cũng hỗ trợ anh rất nhiều trong công cuộc diệt trừ cái ác. Trong truyện, Saito được miêu tả là một kẻ không nói nhiều, nhưng có đôi mắt tinh tường và có thể phân tích mọi đòn đánh trong chốc lát. Cùng với đó là tinh thần thép, giúp gã ít khi bị kích động trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Shinomori Aoshi và Makimachi Misao. Cặp đôi này không xuất hiện quá nhiều trong bộ truyện, nhưng vẫn chứng minh được giá trị mỗi khi hiện diện. Cả Misao và Aoshi đều là thành viên của Oniwa Banshu, đội mật thám chuyên cung cấp thông tin cho mạc phủ. Trong khi Aoshi là một vị thủ lĩnh ít nói, trầm tính và rất lạnh lùng, gần như không biết cười, thì Misao lại hoàn toàn trái ngược với tính cách năng động và hoạt bát. Trong truyện, Aoshi từng muốn hạ gục Kenshin để chiếm lấy danh hiệu đệ nhất thiên hạ. Sau cái chết của những thành viên thuộc Oniwa Banshu, mong muốn đoạt lấy danh hiệu vô địch từ tay Kenshin càng sụp sôi trong Aoshi. Tay này rút vào rừng thiêng nước độc tập luyện, từng hội quân với Shishio Makoto với mong muốn hạ gục Kenshin. Nhưng sau khi bị người hùng tóc đỏ tẩm quất một trận ra trò cả về thể xác lẫn tinh thần, Aoshi quay về hướng thiện, trở thành một người bạn, người đồng chí thân tín với hội kiếm khách. Về sau, anh ta cũng đã rất nhiều lần giúp đỡ Kenshin nhờ kiếm thuật thượng thừa của mình. Về phần Misao, cô là một thành viên thuộc Oniwa Banshu và cảm nắng vị thủ lĩnh của mình. Bên cạnh đó, Misao cũng là phiên bản trẻ hơn của Karu, dễ mất bình tĩnh, hấp tấp trong nhiều tình huống nhưng có tinh thần bác ái, trái tim quyết chiến cùng lòng tin tuyệt đối và lẽ phải. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với một trong những kẻ phản diện đáng sợ và nguy hiểm nhất của Himura Kenshin, Shishio Makoto. Mỉa mai thay, hắn lại chính là người kế thừa danh hiệu Hitokiri của anh chàng nhân vật chính. Chuyện là sau khi Kenshin thôi nghề giết người, hội nghĩa sĩ Duy Tân đã bổ nhiệm Shishio vào vị trí giám sát vì thấy được tài năng cũng như trí tuệ của hắn. Nhưng sau đó không lâu, Shishio lại bị chính phủ phản bội. Hắn bị thiêu sống ngay giữa cơn bạo loạn, nhưng vẫn may mắn toàn mạng dù cơ thể đã bị biến dạng hoàn toàn. Shishio vừa sống lay lắt trong những năm tiếp theo, vừa nuôi kế hoạch lật đổ cả nước Nhật, và cuối cùng thời cơ của hắn cũng đã đến, buộc Kenshin phải buông bỏ danh xưng lãng khách và lên đường chống trả cái ác thêm một lần nữa. Trong nguyên tác, Shishio được miêu tả là kẻ ham muốn quyền lực đến tột độ. Hắn trung thành tuyệt đối với tư tưởng cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua. Ngoài ra còn có ham muốn cuồng sát luôn sôi sục, cộng thêm thanh kiếm với thiết kế đặc biệt, khiến hắn trở thành tên ác nhân đủ sức làm gỏi mọi anh hùng. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với hiện thân cho quá khứ của Kenshin, đó là hai chị em nhà Yukishiro. Cô chị Tomoe từng là vợ của Kenshin vào thời điểm anh còn là Hitokiri, tối ngày bên cạnh che chở và chăm sóc cho tay sát thủ, thậm chí còn kiềm tỏa được kiếm khí chết người luôn sẵn sàng bùng cháy trong anh nhờ tính cách trầm lặng đến khó tin. Tuy vậy, Tomoe cũng chính là người đã khiến Kenshin quay đầu hướng thiện và đưa ra quyết định không giết thêm bất kỳ một ai nữa. Ngoài ra, cô còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vết sẹo chữ thập đặc trưng trên má của Kenshin. Cuộc hành trình của Kenshin và Tomoe diễn ra như thế nào? Các bạn hãy tự đọc truyện hoặc là xem phim để biết câu trả lời nhé. Về phần Enishi, cậu em nhà Yukishiro chính là hiện thân cho sự báo thù cho tội lỗi mà Kenshin đã phạm phải năm xưa. Đây là kẻ phản diện nguy hiểm nhất với chàng lãng khách, bởi thay vì có tư tưởng lớn như là Shishio, cậu ta chỉ muốn tiêu diệt Kenshin vì lý do cảm xúc, vì ngọn lửa bùng cháy trong tâm can mà mãi mãi không có dấu hiệu nguôi ngoai. Tuy chỉ gói gọn trong 255 chương, nhưng Rurouni Kenshin có khối lượng nhân vật vô cùng đồ sộ, những người vừa được nhắc tới chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Xong, mình giới thiệu những nhân vật này đến với các bạn vì họ hoặc là những người bằng hữu mà Kenshin tin tưởng nhất, hoặc là kẻ thù có vai trò định hình cả suy nghĩ của nhân vật chính. Và trên tất cả, họ đều xuất hiện trong loạt phim điện ảnh chuyển thể. Và đó là những thông tin cơ bản mà các bạn nên biết trước khi thưởng thức loạt phim điện ảnh siêu phẩm về kiếm khách Himura Kenshin. Các bạn có ý định thưởng thức chúng hay không? Phần tiền truyện The Beginning về anh chàng tóc đỏ này sắp ra mắt trong thời gian tới rồi. Chúng mình có nên thực hiện thêm những đầu nội dung mới về chủ đề này hay không? Hãy để lại dự đoán và ý kiến của các bạn ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chúc các bạn xem phim vui vẻ! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.